Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin bóng đá Việt Nam mới nhất của kênh Cuồng Bóng Đá Việt Nam. Để theo dõi liên tục những thông tin bóng đá cũng như ủng hộ cho chúng tôi, các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Sau đây là những thông tin bóng đá đáng chú ý trong 24 giờ qua. Bị đồng đội phớt lờ, Quang Hải mất cơ hội ghi bàn thắng cho Pau FC. Trong trận đấu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé trụ hạng ở League 2 là Annecy, Pau FC đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Trong trận đấu này, Quang Hải được thi đấu 8 phút. Quang Hải vừa ghi bàn thắng đầu tiên cho Pau FC trong trận đấu với Dudes ở vòng đấu trước. Mặc dù vậy, do bộ khung của Pau FC đã ổn định nên huấn luyện viên Didier Charlot vẫn để tuyển thủ Việt Nam ngồi dự bị trong trận gặp NSC ở vòng 12 League 2. Đây là trận đấu mà Pau FC đã thi đấu tốt. Sau 90 phút thi đấu, họ đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Quang Hải chỉ được thi đấu 8 phút trước NSC và không thể hiện được nhiều. Với chiến thắng trước NSC, Pau FC đã vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 14 điểm sau 12 trận đấu, hơn nhóm cầm đèn đỏ 2 điểm. Bước vào trận đấu này, huấn luyện viên Charlot vẫn sử dụng đội hình 3-5-2 với cặp tấn công Montpasomena và Pape Imnasba. Ba tiền vệ trung tâm của câu lạc bộ là Bildas, Henry Savet và Sivetri. Mặc dù chỉ gặp đội bóng mới thăng hạng, nhưng Pau FC vẫn thi đấu khá thận trọng. Huấn luyện viên Charlot yêu cầu toàn đội lùi sâu, chơi phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công. Trong những phút đầu, Annecy dồn ép đối thủ nhưng bế tắc toàn tập trước hàng thủ được tổ chức tốt của Pau FC. Phút thứ 19, Pau FC đã bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số. Từ pha phản công bên cánh phải, Henry Saivet chuyền bóng như đặt cho Montpasomena. Tiền đạo này đã dứt điểm lạnh lùng, hạ gục thủ thành Escalo. Sau bàn mở tỷ số, Pau FC không còn co mình phòng ngự. Họ đã thi đấu rất hưng phấn và lấn lướt so với Annecy. Trong những phút còn lại hiệp 1, đội khách có thêm vài cơ hội. Đáng kể nhất là pha dứt điểm chạy không thành trong gang tấc của Inaba. Không đội nào ghi thêm bàn thắng sau phút thứ 45 đầu tiên. Bước sang hiệp 2, Annecy tăng cường khả năng tấn công. Họ quyết dồn lên để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, đội bóng mới thăng hạng lại bộc lộ rõ sự non nớt. Họ khá nhiều lần mắc bẫy phản công của Pau FC. Phút thứ 64, Henry Saivet có pha đột phá rất hay nhưng dứt điểm không thành công. Tuy nhiên, điều gì tới cũng phải tới. Phút thứ 79, trọng tài cho Pau FC được hưởng phạt đền khi cầu thủ vào sân thay người Meron Jogger bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Edwin Coffey dễ dàng ghi bàn thắng thứ 2 cho Pau FC. Tới phút thứ 82, Quang Hải mới được tung vào sân thay Sivetri. Cầu thủ mang áo số 19 thi đấu vô cùng năng nổ và liên tục có những pha pressing tầm cao. Sự nhiệt huyết của Quang Hải đã nhiều lần khiến hàng thủ đối phương lúng túng. Thậm chí đáng lẽ ra, Quang Hải đã có cơ hội ghi bàn thắng thứ 2 liên tiếp trong 2 trận nếu không bị đồng đội phớt lờ một cách rõ ràng. Cụ thể, phút thứ 84 của trận đấu, Pau FC có pha phản công cực kỳ nguy hiểm. Bóng được Iatara truyền cho tiền vệ Mason Jogger băng xuống đầy tốc độ. Thế nhưng khi đã đi bóng vào một vị trí tương đối xấu và góc sút đã hẹp đi rất nhiều thì Jogger lại tung ra cú sút thiếu chính xác. Đáng nói, ở bên phía cánh phải, Quang Hải di chuyển vô cùng thoải mái và chống trải. Cầu thủ người Việt Nam không bị bất kỳ hậu vệ nào bên phía Annecy để ý và kèm cặp. Đáng tiếc, Jogger lại quyết định sút thẳng mà không tung ra bất cứ đường chuyền nào cho Quang Hải dù đã quan sát trước đó. Nếu bóng được hướng về phía Quang Hải, khoảng trống là quá đủ để anh dứt điểm thành bàn. Ở câu lạc bộ Hà Nội và đội tuyển Việt Nam, Quang Hải không hiếm có những bàn thắng kiểu đấy, thậm chí là đẹp hơn và khó hơn rất nhiều. Thế nhưng ở Pau FC, Quang Hải lại rất ít khi được đồng đội chuyền bóng thuận lợi để ghi bàn bằng những cú sút sở trường. Pau FC đã ký hợp đồng với nhà tài trợ trang phục Mansion Sport để đưa Quang Hải và các đồng đội tới Việt Nam du đấu vào năm 2023 trong kế hoạch mở rộng hình ảnh ra thị trường châu Á của đội bóng League 2. Nhằm phát triển thương hiệu, hình ảnh câu lạc bộ ra thị trường quốc tế, đặc biệt là châu Á, đội bóng Pau FC mà tiền vệ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải đang khoác áo đã quyết định đến Việt Nam du đấu vào năm 2023 theo một thỏa thuận hợp tác với nhãn hiệu thời trang Mansion Sport. Theo thỏa thuận này, thương hiệu Mansion Sport sẽ hiện diện ở các vị trí nổi bật trên áo đấu và bộ đồ tập của Quang Hải cùng với các đồng đội ở Pau FC cũng như trên sân nhà của câu lạc bộ hàng hải nước Pháp. Đổi lại, Pau FC sẽ được quảng bá hình ảnh tốt hơn tại các thị trường châu Á mà Mansion Sport góp mặt, trong đó có việc tài trợ một chuyến du đấu của câu lạc bộ này tại Việt Nam trong năm 2023. Đại diện chủ sở hữu Pau FC Bernard da Sportive Epray tỏ ra rất vinh dự bởi sự hợp tác mới này khi có thể cùng Quang Hải và đội bóng tới Việt Nam cùng các quốc gia khác ở châu Á để du đấu. Trong khi đó, Tổng Giám đốc của Mansion Sport Entertainment Sunny Jamthani chia sẻ niềm vui của ông khi có thể đưa Pau FC tới Việt Nam và các quốc gia châu Á du đấu vào năm 2023
thông qua việc câu lạc bộ hàng hải nước Pháp trở thành một phần của gia đình Manson Sport. Trong trận hòa kịch tính với Rodez tại vòng 11 League 2 cuối tuần trước, Quang Hải được ví là người hùng của Pau FC khi ghi bàn thắng gỡ hòa ở phút thứ 86, qua đó giữ lại một điểm quý giá cho đội nhà. Đó là trận đấu mà Quang Hải được tung vào sân ở phút thứ 78 khi Pau FC đang bị đối thủ dẫn 1-2. Bàn thắng này giúp Quang Hải chính thức trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn tại giải đấu ở Pháp. Pau FC vừa nối dài mạch trận ấn tượng, 5 lần ra sân gần nhất họ thắng thứ 3 trận. Nhưng dạng sáng trước Annecy có lẽ là trận thắng ấn tượng nhất khi họ có được thắng lợi chênh lệch nhất từ đầu giải. Chính các báo Pháp cũng thừa nhận điều này. Tờ Sud-Ouest nhận xét, Pau đã giành được chiến thắng thứ 3 trong 5 trận gần nhất. Họ đánh bại Annecy 2-0 và vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng nhờ màn trình diễn này. Đây là chiến thắng thứ 2 của Pau ở sân khách ở mùa giải sau thành công của họ ở trận gặp Lava. Đây là một trận đấu mà Pau FC đã hoạt động hiệu quả, ít nhất là trên mặt trận tấn công. Tờ France Pro viết về trận đấu. Nếu Pau FC đang tìm kiếm trận đấu hiệu quả trong tấn công kể từ đầu mùa giải, thì câu trả lời nằm ở cuộc đấu với Annecy. Trong một thế trận bị lấn lướt, các học trò của Didier Charlot đã tận dụng được khoảng trống để mở tỷ số thành công nhờ công của Mon Pasamina phút thứ 19. Sau đó, Mayron Jagger mang về một quả phạt đền và Edwin Coffey đã thực hiện thành công. Pau có một trong những trận đấu dứt điểm có mục tiêu nhiều nhất từ đầu mùa. Trong khi đó, Annecy quá thiếu chính xác trong 20m cuối cùng, vậy nên họ đã không thể có hy vọng bắt được Pau. Như phong độ ấn tượng, đội bóng của Quang Hải đã leo lên vị trí thứ 13, vị trí cao nhất của họ từ đầu mùa. Tuy nhiên, cuộc đua trụ hạng vẫn phải là ưu tiên hàng đầu của Pau, bởi lúc này họ mới chỉ hơn nhóm rớt hạng đúng 2 điểm. Vòng sau, Pau sẽ có thêm cơ hội bứt phá khi đối thủ của họ là Nimes, đội bóng đang đứng thứ 3 từ dưới lên. Nimes mới thắng 1 nhưng tua tới 6 trong 7 trận đấu gần nhất. Báo giới Pháp đã đặt câu hỏi cho huấn luyện viên trưởng Didier Charlot về việc liệu ông có để Quang Hải về Việt Nam đá AFF Cup vào tháng 12. Thành thật, tôi chưa bàn việc để Quang Hải về thi đấu giải vô địch Đông Nam Á, AFF Cup, mà chỉ muốn tập trung vào những trận đấu. Chuyện đó hãy để sau, chúng tôi không thảo luận chi tiết về việc này. Tôi nghĩ còn tùy vấn đề trên có làm ảnh hưởng đến kết quả của câu lạc bộ hay không, huấn luyện viên Didier Charlot chia sẻ ở cuộc họp báo trước vòng 12 League 2. AFF Cup 2022 diễn ra từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 16 tháng 1 năm 2023. Quang Hải là cầu thủ quan trọng của đội tuyển Việt Nam, nhưng đang nỗ lực giành vị trí trong năm đầu chơi bóng tại Pau tại League 2. Vì vậy, về nước góp sức cho đội nhà là một bài toán mà Hải phải đánh đổi. Huấn luyện viên Park Hang-seo, Quang Hải và Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đều chưa thể nói trước. Trước trận đấu với Annecy tại vòng 12 League 2, Quang Hải cũng được huấn luyện viên Charlotte khen có màn trình diễn tốt ở trận gặp Rodez thuộc vòng 11. Quang Hải chơi hay, sau Henry Saivet, Papper Inaba thì đến lượt Hải ghi bàn. Việc các cầu thủ tấn công ghi được bàn là bước tiến quan trọng của đội bóng. Họ được giải phóng sau thời gian đầu, còn việc có thêm bàn thắng hay không thì chưa thể nói trước. Huấn luyện viên người Pháp tiếp tục, rạng sáng 16 tháng 10, câu lạc bộ Pau sẽ tiếp Annecy trên sân nhà. Ngoại trừ David Gomis bị treo giò, huấn luyện viên Charlotte sẽ có đủ sự phục vụ của các trụ cột. Annecy được đánh giá là đối thủ vừa sức trong nhóm đua trụ hạng với Pau ở League 2. Việc họ gây bất ngờ chỉ thắng 4-0 trước Queen Game, đội thắng Pau 4-0 hồi đầu mùa là lý do khiến huấn luyện viên Charlotte dặn các học trò của mình không được chủ quan. Huấn luyện viên Charlotte cũng cho biết Pau cần điểm số để sẵn sàng cho việc trở lại giải đấu sau World Cup. Họ chỉ hơn đội cuối bảng 3 điểm, 11 điểm so với 8 điểm. Tôi không bất ngờ vì tôi tin Quang Hải và tất cả thành viên câu lạc bộ Pau cũng vậy. Chúng tôi hiểu rằng Hải cần thời gian thích nghi, bởi vì có sự khác biệt về đẳng cấp giữa các nền bóng đá, về ngôn ngữ. Bên cạnh đó, Pháp đòi hỏi thể chất nhiều hơn ở cầu thủ. Nhưng Quang Hải vẫn từng bước làm tốt, Letos nói. Nhà báo Pháp cũng đồng ý trước quan điểm cho rằng bàn thắng đầu tiên sau 8 trận ra sân có thể là khởi đầu cho những điều mới mẻ sắp tới của Quang Hải ở League 2. Có thể nó không xảy ra ngay lập tức, nhưng tôi tin sau vòng chung kết World Cup 2022, Quang Hải sẽ có nhiều cơ hội ra sân hơn, thậm chí là xuất đá chính, Grigory Letos nói. Với bàn thắng đầu tiên ở League 2, Quang Hải được báo chí Pháp khen ngợi, gọi là vị cứu tinh của câu lạc bộ Pau. Hải cho biết bàn thắng này mang nhiều ý nghĩa, sẽ là động lực để anh tiếp tục hòa nhập, thích nghi và đóng góp tốt hơn cho đội bóng. Huấn luyện viên trưởng Didier Charlot và nhiều cầu thủ quan trọng của câu lạc bộ Pau như Henry Saivet, Stephen Belnas đều có lời động viên và thể hiện sự tin tưởng dành cho Quang Hải.